Hey, so today, in this video, we're going to do a review of the Logitech G560 that is Speaker RGB from Logitech. Okay. Swagum, Arun Susday, TV Susday, Sayon Susday, and all here. In this video, we're going to do a review of speaker thmey muoy ni keu speaker Logitech men thmey te chaing yu dai hai pontae khnyom teup tae samrach chat teing tok pra pra khluon aing anchang a nei keu bos krom hun Logitech keu lakana pisae robas vie keu chi speaker RGB anchang khnyom nu tveu ka unbox ko do chi tveu ka teh meur te speaker nang tha ta kunnaphiep robas vie yang na dai okay Chúng mình đang dùng một tờ tiền đá nó cùng unbox nó nhom thuê cả các bạn tới cùng nhom thuê cả tình speaker này vì khang gaming gear này đó thì ai thuê cả speaker speaker này bán nó gaming gear không đồng lại đôi chỉ pi rồi đập gram promotion bỏ promotion tới phải hai giờ làm từ pi rồi mà pay pi rồi xa mày chẳng nè rồi chẳng unbox speaker nó chờ nè lúc này mình tên em đồng chẳng tạm nhom đăng speaker này nhom thuê cả research mà tràn đan đăng cứ vì miền ở dom speaker hay tháp pi chất mũi nó cứ miền dom speaker pi à sầm lấy miền pi cho mũi nó bát mũi như chẳng à nó chỉ chơi hai bát hai ống khí à nó đắng này còn hai tháp à nằm bay bass nhớ này hai cho nó không speaker nó cứ miền pi và up này nhưng thôi cam mượt lơ và up tí mũi bài nick với cô tại chỉ dom speaker tụi pi ok chứ anh ấy cứ speaker à G has G pram rồi học nó ấy cứ dùng khởi thay mình đồng speaker à pi chất mũi nó cứ bên mình là pi crop này đại dùng speaker cao đo cho mũi nó sầm lên hay giờ lấy cái nào pi xe bỏ hạt pi crop này cứ bên mình là RGB chân tam nhưng đắng cứ RGB bên mình là lại kiên kháng đám chỉ mũi nó kháng cào đầm bay ở bàn tay chiang dương chân bàn chiang dương bỏ xó cứ việc khởi cái lờ rất là sát chứ nằng và đó mà tiếp cái dùng miền từ lờ sai mũi chấm nụn này tại còn là dịch sai làm bệnh đau cho nó ba đặt sai phơi sai ấy thế ok hay và tọt máu cứ thòm dương kề đấy cứ chỉ ba bao dương chẳng ba bao dương nó cứ cái hai thà việc bọc từ khổm như thế này cứ việc ba nó khổm đấy chẳng việc thừa cả bọc từ đấy hay việc đo này à sầm lệ ba nó cứ việc ăn chỉ muốn ở xa tái là pi crom đấy cứ việc mình sẽ mặt phim được nông cá và đo nơi sầm lệ ba đấy dương ai đạp tới cứ việc bọc về ok ok chẳng tập phần năng tế xong rạp unbox tổng máy như thua cắt tế vì pro thạc nhau mình cầm rốn nằm bấy thua cắt đặt speaker năng nấu tổng ghế mình bỏ nhầm bạn chứng cho bạn thua cắt tế từ lớp speaker này ở rìa về đọc ngay bộ hời video đài này đó thì bạn mơ mạnh mình nâng cư rìa về đọc ngay muốn khai thì đọc rằm bấy khai mạng ra bị bỏ mập hấy hãy lời này cứ ngay tìm mập hấy cùng bấy nhưng bạn thua cắt rạp rạp việc đọc ngay hói nịch cư chịu bọt vì sao rồi bỏ nhầm chương tin mới ghi nhận thưa cam mơ từ lơ ruột sủng hoa là boss speaker này tạm đòn speaker Logitech G560 này cứ tiếng chuyên tiếng sáng cứ viêm miền ruột riêng đôi khi tạm đòn cứ riêng tôi trở lớn khó trăng tại sao buffer tế đại miền riêng thông còn tại sao buffer này nhằm thưa cả đạn nơi kiên tốc hàng đám làm bay đạn viêm mà cả lại cháo đối với là thưa cả đạn nơi cầm tốc cháo tạm đòn ở miền đại ban được hạt từ đại từ trường tiền chân viêm mình mình chỉ bằng nhà thông đồng lại sau đó build quality vĩnh cứ speaker này thưa các build lang mau đào cho rừng bỏ máy cơm hay nơi hàng mốc cứ miền sầm nắng đặt bật nơi hàng mốc thưa các bạn đã là lựa tốc tới cứ vừa lựa support là việc tổng là bỏ dường nơi speaker hàng chuyến cứ miền ấy tế cứ tốt tê tầm đó sau đó speaker hàng đam vĩnh cứ miền bột tông mua dùm luôn bột tông là sao chi làm bây thưa các lạc đồ brightness cần đồ chỉ cầm rất nơi lớn rồi bỏ speaker nắng bột tông đầm lang sầm lên mình cho sầm lên cần đồ chỉ bột tông hàng cối thưa các connect bluetooth bật bàn speaker chỉ môi nắng đôi đọt môi nằm bay thua cả đọt cả bỏ dường nhưng chẳng bật sân thì chọn bàn speaker môi để những anh đang lửa tổng hay anh lửa support làm việc tổng hay anh pra bán cứ speaker Logitech G560 rồi họ này cứ chỉ chụm rửa đọt lò phần tái còn tất át cứ việc mình xâm khăn thế xâm khăn xâm lên cứ anh pra bán nhưng chẳng những thua cả này dễ lửa tí phí cứ từ lửa xâm lên là bỏ việc speaker môi này khơi tha riêng việc tội mến phần tái nó phải để dân thua cả pra viết tập đăng thá sầm lấy robot speaker mới như cứ clang mình tên đem đòn sân tại ai thưa cả đạo nơi cài tiếc chạm thôi chỉ thông ba sầm rạp rom cho nam không ai có thả bàn đài sầm lấy ba chỉ bón khi ông thưa cả pra viết cứ khi ông pra chân lọt bị tung một pay tới một pay pram phía rối nơi mùi rối phía rối robot cầm rất sầm lấy speaker này nó không mình tụ robot khi ông đam mê tầm hôm ba chỉ buôn mai cả lá còn đang pram mai cả lá chân cứ việc clang mình tên đem đòn
ចាក់ឲ្យស្ដាប់មើលនេះគឺប្រហែលជា 20% ជាងឥឡូវយើងធ្វើការដំឡើងសំឡេងឲ្យមើលមុននឹងយើងធ្វើការបន្តទៅទៀតខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់សិនថានៅពេលបំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺនៅពេលដែលសំឡេងរៀងបែកមិនមែនដោយសារតែ speaker នេះសំឡេងបែកនៅពេលដែលដាក់សំឡេងពេញទេគឺដោយសារ microphone របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលសំឡេងវាខ្លាំងពេកវាបែកអញ្ចឹងនេះគឺជារឿង microphone មិនមែន quality របស់ speaker ទេសម្រាប់កម្រិតសំឡេងលើ speaker នេះវិញគឺវាល្អជាង speaker ពីមុនដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបុកបាសវិញជាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនោះគឺវាមិនបុកដល់ថ្នាក់ថាយើងមានអារម្មណ៍ថារៀងបុកបាសនៅក្នុងទ្រូងយើងចង់បាល់វាថាដូចចូលក្លឹបចូលអីហ្នឹងទេប៉ុន្តែគឺវាមានការបុកបាសដែលយើងអាចដឹងថាគឺវាមានបាសនៅនឹងហើយបាសវាល្អមានការគ្រប់គ្រងល្អអញ្ចឹងការបើកសំឡេងប្រហែលជា 70 ទៅ 80% ហ្នឹងគឺវានៅតែរក្សាកម្រិតសំឡេងវាល្អឡើងរហូតដល់ 100% គឺវាតែងតែមានការបែកបន្តិចហើយប៉ុន្តែមិនមែនបែកខ្លាំងដល់ផ្នែកស្ដាប់បានទេគ្រាន់តែយើងដឹងថាយើងធ្វើការបង្កើនសំឡេងវាឲ្យអស់កម្រិតរបស់វាយកតែម្ដងអញ្ចឹងប្រសិនជាចង់បាន speaker មួយដើម្បីធ្វើការចាក់ស្ដាប់ភ្លេងធ្វើការចាក់លេង game ឬមួយក៏ធ្វើការគ្រាន់តែចាក់មើលវីដេអូ YouTube នេះគឺ speaker នេះគឺវាល្អជាង speaker ផ្សេងៗនៅលើទីផ្សារបច្ចុប្បន្នបន្តមកទៀតយើងនឹងធ្វើការនិយាយទៅលើ RGB ដែលជា function ពិសេសបំផុតរបស់ speaker មួយនេះអញ្ចឹង speaker Logitech G560 នេះគឺមាន RGB 2 គ្រាប់នៅក្នុងមួយ speaker ខាងឆ្វេងមាន2គ្រាប់មួយនៅចំហៀងមួយនៅពីក្រោយខាងស្ដាំមាន2គ្រាប់ដូចគ្នាមួយនៅចំហៀងមួយនៅពីក្រោយដូចគ្នាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ RGB នេះវាធ្វើការភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹង software របស់ Logitech មួយដែលធ្វើឲ្យអ្វីដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានហ្នឹងគឺវារឹតតែប្រសើរជាងហ្នឹងជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងធ្វើការ install Logitech gaming software នៅលើ computer យើងហើយគឺយើងអាចធ្វើការប្រែ setting បានច្រើនមែនទែនទៅលើ RGB យើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ speaker នេះដោយមិនបាច់ download Logitech gaming software ដែរប៉ុន្តែ software ហ្នឹងគឺនឹងផ្ដល់នៅ setting បន្ថែមដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានយើងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងទី1អាចធ្វើការបិទទៅលើភ្លើងនឹងតែម្ដងទី2យើងអាចធ្វើការដាក់ពណ៌អីក៏បានដែរអាចសេរីនៅក្នុង software ដោយមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទី3យើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ជានិរន្តរ៍ចាំមានន័យថាវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ពណ៌តែម្ដងទី4យើងអាចធ្វើការset ឲ្យ speaker នេះផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ទៅតាមអេក្រង់របស់យើងអញ្ចឹងយើងធ្វើការ set ទៅលើអេក្រង់របស់យើងមកថាតើកាច់ជ្រុងអេក្រង់នេះប៉ុណ្ណាដើម្បីវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌នៅពេលដែលយើងមើលអេក្រង់របស់យើងដូចថាមានរៀងមានភ្លើងធ្វើឲ្យ speaker នេះគឺលោតរៀងពណ៌ក្រហមយកតែម្ដងនេះគឺល្អមែនទែនដែលធ្វើឲ្យការមើលរឿងឬមួយក៏ការលេងហ្គេមរបស់យើងគឺរឹតតែមានអារម្មណ៍ថាយើងនៅក្នុងសកម្មភាពនឹងតែម្ដងហើយសម្រាប់ចុងក្រោយវិញគឺការបុកបាសទៅតាម speaker ទៅតាមសំឡេងភ្លេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការចាក់ភ្លេងគឺនឹងមានការបុកបាសនៅពេលដែលបុកបាសគឺ speaker នេះនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ហើយពណ៌នៅក្នុងការបុកបាសហ្នឹងគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទៀតប្រសិនបើយើងស្រឡាញ់ពណ៌ក្រហមពេលបុកបាសហើយពណ៌ឧទាហរណ៍ថាពណ៌ស្វាយនៅពេលអត់ទាន់បុកបាសគឺយើងអាចធ្វើការសេរីបាននៅពេលដែលបុកគឺវាលោតក្រហមពេលឈប់បុកបាសគឺវាលោតមកពណ៌ស្វាយបងមកទេខ្ញុំចង់ធ្វើការនិយាយទៅលើ function មួយដែលខ្ញុំគិតថាមានន័យមែនទែនតែម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាល្អមែនទែនសម្រាប់ speaker នេះប៉ុន្តែអត់សូវមាន review ណាធ្វើការនិយាយទេគឺទៅលើ bluetooth របស់ speaker Logitech G560 នេះសម្រាប់ Logitech G560 នេះសម្រាប់ Logitech G560 នេះគឺមាន bluetooth built in ដែលយើងអាចធ្វើការ connect បានរហូតដល់4 device ក្នុងពេលតែមួយយ៉ាងម៉េចថាយើងអាចធ្វើការ connectsmartphone របស់យើងប្រសិនជាយើងមាន2អាចធ្វើការ connect laptop ឬមួយក៏ desktop ប្រសិនមក desktop របស់យើងមាន bluetooth dongle ដូចគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេគឺខ្ញុំអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ bluetooth នេះបានពី device មួយទៅ device មួយដោយមិនមានបញ្ហាតែម្ដងជាឧទាហរណ៍ speaker ឥឡូវគឺខ្ញុំធ្វើការដាក់នៅលើតុង review របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើការ connect ជាមួយនឹង laptop របស់ខ្ញុំតាមរយៈ bluetooth អត់មានដោតខ្សែទេបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ connect វាជាមួយនឹងទូរស័ព្ទបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ connect វាជាមួយនឹង desktop របស់ខ្ញុំនៅមួយចំហៀងទៀត
អញ្ចឹងគឺអានេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើតែម្ដងខ្ញុំអាចធ្វើការចាក់តាមទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំ Go through here and talk about picking the parts and how to make sure things are compatible អញ្ចឹងអានេះគឺការចាក់តាមទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅ laptop ខ្ញុំបិទទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំខ្ញុំឡើងមក laptop មក laptop នេះ connect ដូចគ្នាក្នុងពេលតែមួយមិនបាច់ចុច connect ទេខ្ញុំធ្វើការចាក់ play គឺវានឹងធ្វើការ play ហើយខ្ញុំអាចធ្វើការ load ទៅលើ desktop របស់ខ្ញុំធ្វើការចាក់បានដូចគ្នាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នគឺអត់មានខ្សែអីទេដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើការ download ក្រៅពីខ្សែ download ពី speaker 1ទៅ speaker 1ទៅក្នុង subwoofer 1ទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជា function មួយដែលខ្ញុំគិតថាល្អមែនទែនសម្រាប់ speaker Logitech G560 នេះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់កំពុងទៅធ្វើការស្វែងរក speaker គាត់គិតថាគាត់គួរទិញអត់សម្រាប់ speaker គឺគាត់អាចធ្វើការមើល speaker នេះសិនទៅព្រោះថា speaker នេះតម្លៃ200ស្ដើងនឹងមែន210នឹងមែនប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់វាបានរាប់ឆ្នាំតែម្ដង speaker មួយនេះដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រើប្រាស់វាយ៉ាងតិច3ទៅ5ឆ្នាំនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងថាអាចប្រើប្រាស់ speaker នេះបាន RGB លម្អបន្ទប់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំធ្វើការដាក់វានៅលើតុក review របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំគិតថាវាលម្អតុក review របស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យមានសោភ័ណភាពស្អាតជាងមុនតែម្ដងโอเคអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការ review របស់ខ្ញុំទៅលើ Logitech G560 នេះប្រសិនបើចូលចិត្តអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើជួយ like ក៏ដូចជា subscribe មួយមកហើយដាក់នៅក្នុង comment បើសិនជាមានសំណួរអ្វីៗសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះដែរគឺខ្ញុំមានកម្រោងចង់បាន 100k subscriber សម្រាប់ YouTube channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនអរគុណដែលបានគាំទ្រខ្ញុំមកឈ្មោះ Ream ហើយយើងនឹងធ្វើការជួបគ្នានៅក្នុង stream ក្រោយ